thiệt là sao ba về trễ quá vậy? Ba ơi ba! Trời ơi, sao con biết ba về lúc nào mà chạy ra đây để đón ba vậy hả? Cha đu à! Nè, khoan, cha đu à! Cha đu à! Thiệt là con thích đến vậy sao? Mẹ ơi, không đơn giản là thích thôi đâu, phải gọi là yêu mới đúng. Tình yêu với bánh mì kem của tiệm V của con đó. Bye ba, ba lại bị bỏ rơi nữa hả? Ê, chắc là vậy rồi. Còn anh nữa, sao lần nào nhận tiền thưởng anh cũng mua những cái bánh mì mắc tiền đó hết vậy? Anh còn dư bao nhiêu tiền nữa đưa hết cho em. Rồi, anh sẽ đưa cho em mà. Nó ở đây nè. Không phải vậy chứ, tại sao còn ít quá vậy? Tại hôm nay anh mua hơi nhiều bánh mì. Em đã nói với anh là chỉ nên mua một cái kem cho con thôi, tại sao lại mua bánh mì cho tụi nó chứ? Em mà, thì cũng mua cho các con ăn thôi mà. Học bài liền cho mẹ. Mẹ đã làm ổ bánh mì kem của con biến mất rồi. Cha đu, con lên bàn ngồi học đàng hoàng đi, đau lưng bây giờ. Hôm qua con đã ăn nhiều lắm rồi, sao hôm nay vẫn còn mơ tưởng tới nó nữa? Con cũng đâu có biết đâu, chỉ thấy thèm thôi. Cái con bé này không biết con giống ai mà lại xấu nết tới như vậy chứ. Con nghe nói con gái lớn lên sẽ giống mẹ đó. Mẹ ơi, mẹ tính làm món gì vậy? Mẹ của tụi con đã nấu ăn được hơn 30 năm rồi. Nếu con nghĩ mẹ chỉ có thể nấu cơm, vậy thì mẹ sẽ chứng minh cho con là con đã lầm rồi. Mẹ ơi, có phải mẹ tính làm bánh mì không? Đúng vậy, cứ chờ mà coi. Mì nóng hổi đây. Wow, nhìn mấy cái bánh này ngon thiệt luôn. Khoan đã, cứ từ từ, vẫn chưa tới lúc ăn đâu. Chị của con đâu rồi? Có ở trong phòng không? Gì vậy, hôm nay mẹ làm bánh mì sao? Ngửi mùi là thấy không ngon lành gì hết rồi. Trời ơi, Shadow, con đứng lại đó cho mẹ. Có giỏi thì đừng quay về nhà nữa. Ông mà nó chạy đi đâu vậy chứ? Con nghĩ chị Shadow chỉ có thể tới một nơi thôi, chính là ở chợ đá đó mẹ. Trời, Shadow, con đang ở đâu? Lập tức ra đây cho mẹ. Cái gì? Shadow đang ở đây sao? Tôi không biết là hôm nay con bé có đến đó. Cái con bé này, sao nó có thể ăn liên tục như vậy chứ? Shadow à, con tới rồi sao không vô trong? Chú có chuẩn bị bánh ngon cho con nè. Shadow ơi, đến tiệm bánh của chú nữa nè con. Hôm nay chú làm bánh mì cà phê, con có muốn thử không? Ủa kìa, nè cho Shadow. Bạn ăn gì vậy? Có ngon không? Trời ơi, bánh mì kem của tiệm V ngon hết sảy luôn đó. Hôm nay có bánh mới hả Shadow? Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy nè? Mẹ ơi, thật ra là chị giỏi lắm luôn. Shadow chính là bánh mì. Bánh mì gì? Con đang nói gì vậy? Shadow bánh mì, ý con là chuyên gia về bánh mì. Vì không ai có thể hiểu biết nhiều về bánh mì như chị Shadow hết á. À, cô là mẹ của bạn Shadow đúng không? Dạ, con chào cô. Chào con nha, Đanh Ghi. Lâu quá rồi không gặp con. Cô ơi, cô đang có việc gì ở gần đây hả? Cô đang đi tìm Shadow. Dạ, tức là Shadow đang ở quanh đây sao? Vậy thì hay quá, con sẽ tìm bạn ấy và gửi thư mời trước mới được. Con định gửi thư mời gì?
Dạ là nhà con sắp mở tiệm bánh nên con muốn mời Chadu đến tiệm nhà con. Chadu giỏi lắm, nếu như bạn ấy ăn và thích bánh nhà con thì tiệm bánh chắc chắn sẽ nổi tiếng đó cô ạ. Cô nói Chadu đến nhà con nha, được không cô? Mẹ thấy chưa, con nói với mẹ chỉ là chuyên gia bánh mì mà. Mẹ bánh mẹ làm hôm nay vẫn chưa qua cửa của chị đâu. Chào mừng quý khách. Xin hỏi bánh kem ở đâu? À, thì ra ở bên kia. À, con muốn mua bánh kem hả? Tiệm đang có chương trình tặng 2 bánh mì kem cho bất kỳ khách hàng nào mua bánh kem đó. Con không quan tâm, con tới đây chỉ mua bánh kem, không phải vì bánh mì kem đâu, có hiểu không? Ồ, vậy sao? Ồ... À, xin chào quý khách. Hả? Đó chính là ba của Chadu mà. Xin chào, tôi đến rồi đây. Bánh hôm nay nhìn ngon quá cô ha. Dạ. Cái gì vậy? Cảm ơn cô nhiều, chúc cô một ngày tốt lành. Thôi tôi đi về đây. Kỳ vậy, sao chú ấy chỉ một cái túi ni lông không vậy? Bà ơi bà, tôi muốn mua 10 cái bánh mì kem. Gì chứ, chú ấy mua bánh mì lại đường bỏ vào túi của cửa hàng sao? Bà biết không, mấy đứa nhỏ nhà tôi thích bánh mì của bà lắm đó. Coi cơ, cái chú mua túi ni lông có mua bánh mì ở đây không vậy cơ? Con hỏi làm gì? Chuyện này rất quan trọng, con cần phải biết để xác nhận xem mọi người có bị lừa hay không. À, ông ấy chưa từng mua ở đây. Trời đất, tin bất động trời. Cái gì? Ý bạn là thời gian qua tụi mình đã ăn và tung hô bánh mì đường phố rẻ tiền hả? Bạn vừa phải thôi nha, sao lại có thể bịa ra chuyện như vậy chứ? Anh Huy à, bạn có hiểu làm gì không? Nè, nếu mình mà nói sai, mình sẽ làm người hầu cho Chadu mãi mãi luôn. Bạn nói gì đi Chadu, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Phải nói gì đây, mình ăn thấy ngon thì nói với bạn là ngon, mình đâu có biết là nó là đồ rẻ tiền. Cái gì? Bạn đã nói bánh mì kem của tiệm B xứng đáng với cái giá cao, bạn còn nói nó có đầy đủ hương vị nữa mà. Thì ý mình là... Đó, thấy chưa, mình biết ngay mà. Chadu thì làm sao có thể có khẩu vị thượng hạng được chứ. Anh chỉ mua bánh mì lề đường thôi, thì sao tiền còn dư lại ít như vậy hả? Chuyện đó thì... Thì cái gì? Anh nói mau. Có phải mẹ cũng nghĩ mình là đứa xấu xa không? Chào mấy bạn, cảm ơn mấy bạn đã đến. Xin chúc mừng gia đình bạn. Trời, không cần màu mè vậy đâu. Chào bạn Dan ghê. Nhở, Chadu, bạn cũng đến hả? Chúc mừng nha. Ồ, tiệm bánh nhà bạn đẹp quá Dan ghê à. Ồ. Hả? Hàng dùng thử hả? Mình lấy một miếng nha. Bạn cứ tự nhiên. Mềm nhưng không hề bị bở mà lại còn rất dai nữa chứ. Trứng, kem và bơ hòa quyện với nhau cực kỳ hoàn hảo luôn. Cái bánh này thật sự ngon quá đi. Bánh mì này thật sự rất tuyệt vời. Hả? Thật vậy hả? Đợi ăn bánh kia xong mình sẽ ăn thử nó nha. Vậy cũng được. Mà thôi, giờ mình phải về rồi. Có gì tụi mình gặp nhau ở trường nha. Thiệt là không biết tới chừng nào mới hết mưa nữa. Em mang dù tới cho anh rồi, xong việc thì xuống đây nha. Em đang đứng trước văn phòng. Ôi trời ơi, thì ra đây chính là chỗ mà anh ấy hay mua bánh mì về cho bọn nhỏ. Thiệt là sao cứ mưa hoài vậy không biết nữa. À, của bác nè. Bác ơi, trong cửa hàng còn dư một cây dù, bác có muốn mượn không?
Ờ, không cần đâu, cô tặng tôi những ổ bánh mì này đó là quý quá lắm rồi. Hả? Bác đừng bận tâm, bánh nướng này không được đẹp cho lắm nên không thể bày bán trong tiệm nên nhờ bác vậy. Họ đang nói cái gì vậy? Tôi không biết làm sao để trả ơn cho cô nữa, cảm ơn nhiều lắm nha. Nếu bác cứ nói như vậy nữa thì tôi sẽ đi vô luôn đó. Chúc bác một ngày tốt lành nha. Bác ơi, cho tôi hỏi, số bánh mì kem này là cô ấy đưa cho bác hay sao? Trời, cô thấy rồi hả? Nhìn nó hơi xấu xí nhưng hương vị như của tiệm luôn. Mặc kệ mấy người đó nói gì, bánh mì này vẫn là ngon số 1. Tại sao tiết 1 lại là tiết văn học chứ? Trà Đu à, từ giờ tới lúc vô tiết bạn làm xong được không? Minchi ơi, bạn làm ơn giúp mình lần này đi, nếu không chắc mình bị đuổi ra khỏi trường mất. Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ cho bạn mượn tập xem một chút. Cảm ơn bạn, yên tâm đi, mình hứa là chỉ xem lần này thôi à. Bắt đầu thôi. Ai chơi gì kỳ cục quá vậy? Trà Đu à, cô đã thấy rồi nha. Cô ơi, dạ không phải vậy đâu. Không cần lo lắng, các em cố gắng vậy là tốt, nhưng hôm nay sẽ không có tiết văn học đâu. Cả lớp chú ý đây, hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra đặc biệt. Bài kiểm tra đặc biệt sao? Đúng vậy, lớp chúng ta sẽ làm kiểm tra chỉ số thông minh. Kiểm tra chỉ số thông minh? Không có đứa nào đọc suốt vậy luôn sao? Nào nào, các em im lặng. Không chỉ riêng trường chúng ta mà cả nước đều phải làm bài kiểm tra này, nên không có gì bất ngờ hết. Được rồi, giờ các em hãy thư giãn, thoải mái và im lặng làm bài nha. Lát chi đội? Mọi người ơi, mọi người ơi, có kết quả rồi nè. Đã có rồi. Có kết quả rồi. Kết quả gì vậy? Có phải là bài kiểm tra chỉ số thông minh không? Nghe nói kết quả của lớp mình là bất ngờ và gây sốc nhất luôn đó. Bây giờ mọi người đang hào hứng lắm. Bất ngờ và gây sốc về cái gì vậy? Bạn nói rõ hơn đi hả? Vì kết quả cao nên bất ngờ, hay vì thấp quá mà bất ngờ vậy hả? Cái đó mình chưa kịp nghe. Tại lúc đó cô kêu mau về lớp đi, nên mình cũng chạy ra ngoài luôn rồi. Vậy sao chúng ta không hỏi trực tiếp cô giáo luôn đi? Nghe nói đây là bài kiểm tra bảo mật, cho nên sẽ không được tiết lộ ra ngoài đâu. Nhưng mà khoan đã, sao lúc nãy bạn lại có mặt ở văn phòng vậy chứ? Thì tại mình đang dọn vệ sinh chỗ ngồi của cô mà. Tuần này đâu phải tới lượt của bạn đâu. Thì tại mình chơi đá banh làm bể kính cửa sổ, cho nên mới bị phạt đó. Vậy hả? Mình mới nghĩ ra một cách nè. Ai dám đá banh vào văn phòng vậy? Mau đứng ra cho cô. Là em và bạn Đôn Đôn đá đó cô. Em xin lỗi cô, tụi em sẽ dọn dẹp văn phòng liền. Bạn ấy thông minh ghê. Hả? Thiệt là mấy đứa các em suốt ngày chỉ biết phá phách là giỏi thôi. Bây giờ cô có buổi trao đổi với phụ huynh nên phải đi ra ngoài một lát. Hai đứa nhớ dọn dẹp cho sạch nghe chưa? Dạ. Nè, bạn tìm nhanh lên đi. Nhưng trên bàn của cô có nhiều tài liệu quá à. Rốt cuộc là cô để ở đâu vậy? Mình tìm thấy rồi nè. Đôn Đôn, bạn tiếp tục lau nhà đi, làm tự nhiên chút nha. Kìa, hai cái đứa này, các em vẫn còn ở đây hay sao? Trời đất, sáng sạch lấp lánh luôn. Sao cô về sớm vậy cô? Sớm gì nữa chứ, cô đi hơn 30 phút rồi. Cô còn tưởng hai đứa đã làm xong và đi rồi chứ. Tại xung quanh đây dơ quá coi. Được rồi, hai đứa làm tốt lắm, mau về lớp đi. Chưa xong đâu cô. Vẫn còn nhiều chỗ mà hai đứa em chưa làm tới lắm. Cô thấy đâu còn chỗ nào để hai đứa phải làm nữa. Thôi được rồi, mau về lớp đi.
Sao bạn dám đạp chân mình? Dương Sức à, em đang làm cái trò gì vậy? Bạn hãy đánh mình đi và đẩy mình về phía cái bàn, nhanh lên. Bạn quá đáng rồi nhá. Nè, bạn đánh mình thiệt đó hả? Nhìn kìa. Không thể tin nổi, sao hai em lại đánh nhau ở trong văn phòng như vậy? Rốt cuộc mấy em suy nghĩ cái gì vậy chứ? Giơ hai tay thẳng lên cho cô. Nè, bây giờ tụi mình có thể chọc cho cha đua cả đời luôn á. Nghiêm túc đi, Don Don nè. Mình nghĩ chúng ta nên giúp đỡ một người kém thông minh như cha đua, bạn thấy đúng không? Cho cha đua chỉ số thông minh là 79, chuyện này chỉ có mình với bạn biết thôi đó. Biết không hả? Biết rồi. Hai người kia giơ tay lên nào. Các bạn vẫn bị phạt mà. Sao lại ồn ào như vậy hả? Nè, bạn đứng ở đó từ hồi nào vậy? Ai biết. Mình đâu có nghĩa vụ phải nói chuyện này cho mấy bạn nghe đâu. Bạn ấy không có nghe tụi mình nói gì hết chứ. Nè, đây là một bí mật động trời luôn đó. Bạn đừng có nói với ai nha. Cho cha đua lớp 31 có chỉ số thông minh là... Bạn ơi, 79 hả? 79 hả? Không tin nổi luôn. Các bạn không thấy được gì thiệt hả? Thiệt mà, không thấy gì hết. Ở văn phòng nhiều giáo viên quá nên tụi mình cũng không thể tìm một cách lộ liễu được. Mấy bạn đúng là vô dụng quá mà. Mình đoán chắc chỉ số thông minh của mấy bạn rất là thấp luôn đó. Có nhiều đó mà cũng không tìm được. Chắc chỉ số của các bạn chỉ khoảng 90 thôi. Minh Chi à, bộ trên mặt mình có dính cái gì hả? Đâu có đâu. Mà sao mọi người cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy? Minh Chi ơi. À, em chào chị Chi Dân. Lâu quá không gặp chị. Minh Chi nè, có phải em đang học lớp 31 hay không vậy? Là ai vậy? À, chắc bạn không biết chị ấy đâu ha. Đây là chị Chi Dân, mẹ của chị ấy là bạn của mẹ mình. Chị ấy đang học lớp 6 á. Minh Chi à, trong lớp em có một bạn tên Chadu có đúng không? Chị nói em nghe cái này, em đừng có nói ai nghe nha. Nghe nói Chadu có chỉ số thông minh là 79 đó. Chị nói cái gì? Bạn bình tĩnh đi Chadu, chắc cái đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi à. Họ đã nói chính xác cả con số luôn rồi. Không phải là 80, cũng không phải là 70 mà là 79. Như vậy thì còn là tin đồn gì nữa? Mà khoan đã, đây là cái gì vậy? Cá vàng, cá vàng. Trời đất ơi, ai lại giết lung tung bậy bạ như vậy? Thiệt luôn. Trời ơi, cha đưa của chúng ta đây rồi. Nãy giờ bạn đi đâu vậy? Mà không biết bạn đã làm bài tập xong hết chưa? Tập nào khó thì cứ hỏi mình nha. Mình nhất định sẽ chỉ cho bạn. Đừng ngại ha. Bạn nói gì vậy? Đúng đó, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nếu có bài tập khoa học nào bạn không hiểu cứ hỏi mình nha. Đừng có giả bộ nữa. Bạn hãy mau khai thật cho mình biết đi. Có phải mấy bạn đã đi rêu rao chỉ số thông minh của mình có đúng hay không? Bạn nói sao? Rêu rao gì chứ? Rốt cuộc thì mấy bạn nghe ở đâu mà dám đi rêu rao như vậy chứ? Còn bạn nữa, có bằng chứng không hả? Hả? Bạn đã xem được điểm của mình rồi đúng không? Đó là gì? Bài của bạn năm đầu tiên mà. Không phải, ý mình không phải vậy. Nói vậy, đây là sự thật sao? Cha Đu ơi, mau ra ăn tối đi con. Có nghe mẹ nói không hả? Lát nữa con sẽ ăn xạo. Ủa? Mau dậy đi, mẹ đã chiên xúc xích cho con rồi. Con đã nói là lát nữa con ăn mà. Bây giờ con chỉ muốn ở một mình thôi, mẹ hiểu không? Cái con nhóc này, hôm nay ăn trúng cái gì không biết. Mẹ chỉ kêu con đi ăn cơm mà con dám. Khoan đã, mẹ ơi, mẹ ra ngoài kia nói chuyện với con một chút. Có chuyện gì vậy Mimi? Mẹ cứ kệ chỉ đi, ra ngoài này nói chuyện với con một chút. Ở trường đã có kết quả kiểm tra chỉ số thông minh, chị Sado chỉ có 79 thôi. Hả? Con nói cái gì? Nurongji à, chị với em có chỉ số giống nhau, tại sao chị lại sinh ra làm con người vậy chứ? Alo, tôi nghe đây. Ôi trời ơi, dạ, chào cô giáo, có chuyện gì vậy cô?
Sao chứ? Ngày mai hả? Tôi chỉ muốn gặp chị để trao đổi một chút về chỉ số thông minh của em Chadu mà thôi. Dạ, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ đến. Cảm ơn chị đã bớt chút thời gian để tới đây. Tôi nghĩ những việc này nên gặp nói chuyện trực tiếp sẽ hay hơn. Chắc chị cũng biết là lần này nhà trường có cho bài kiểm tra về chỉ số thông minh đúng vậy không? Có, tôi có nghe cháu nói à. Điểm số của Chadu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Nên tôi nghĩ có lẽ chị nên tìm hiểu thêm một số trường học khác cho bé. Cái gì? Tìm hiểu trường học khác sao? Xin lỗi, tôi nói thẳng luôn, cho dù con tôi có là đồ đầu đất đi chăng nữa thì việc đuổi học cháu như vậy là rất quá đáng. Không phải đầu đất gì chứ, đây là chỉ số của thiên tài mà. Đây là cái gì vậy? Tôi có bị hoa mắt hay không hả? 179 lần sao? Chadu ơi, nghe nói hôm nay mẹ bạn đến trường hả? Các em học sinh thân mến, bạn Choi Chadu lớp 31 có chỉ số thông minh là 179. Ai dám nói bạn ấy chỉ có 79 thôi hả? Chỉ số thông minh của Choi Chadu là 179. Choi Chadu, tôi con gái xinh xắn của ba. Được rồi, mọi người đang cơm thôi. Theo kết quả kiểm tra chỉ số thông minh gần đây của các trường học, chỉ số cao nhất được ghi nhận từ một trường tiểu học ở Seoul. Một học sinh đang học lớp 3 đã có được chỉ số thông minh là 179. Đây là một trong những chỉ số đứng top 10 của thế giới. Chị Chadu ơi! Bạn ấy giỏi thiệt, không ngờ luôn á. Xin chào mọi người, buổi sáng tốt lành nha. Chadu à, mình thật sự không biết chỉ số thông minh của bạn cao tới như vậy. Đây đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng mà Chadu sẽ tiếp tục học ở đây chứ. Có khi nào bạn ấy bị bắt chuyển trường không? Mình sẽ vẫn tiếp tục học ở đây. Buổi chiều sẽ học tại trung tâm dành cho thiên tài. Trung tâm dành cho thiên tài? Làm gì mà sáng sớm mấy bạn ồn ào quá trời vậy? Mà mẹ mình nói, lúc mẹ nói chuyện với cô giáo đã vô tình nhìn thấy kết quả bài kiểm tra của bạn đó. Anh Huy à, nhưng tiếc quá, có 99 thôi. 99 hả? Nào, hôm nay chúng ta bắt đầu bằng một tin tức vô cùng tốt. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi chiều bạn Chadu sẽ theo học tại trung tâm dành cho thiên tài. Nên sau này buổi chiều chúng ta sẽ không học cùng Chadu nữa. Nếu có bài tập nào quan trọng, các em hãy cùng giúp Chadu nha, đã biết chưa? Xin mời ra nhận hàng ạ. Ồ, đây là bưu phẩm gì vậy? Ôi trời, là từ bên trung tâm gửi tới sao? Đây là cái gì vậy? Sai sót bài kiểm tra chỉ số thông minh. Nè, Choi Chadu, sao bạn không đến học ở trung tâm dành cho thiên tài nữa vậy hả? Chuyện đó hả? Mình không biết nữa. Tự nhiên giáo sư nói từ hôm nay không cần tới nữa. Đã có kết luận cho sự nhầm lẫn trong bài kiểm tra chỉ số thông minh của học sinh Chadu. Qua đó chúng tôi đã phát hiện ra một vấn đề quan trọng về việc kiểm tra chỉ số thông minh. Đó là lý do tôi quyết định công bố kết luận này. Gần đây, Trung tâm Đào tạo Thiên tài Hàn Quốc đã có bài báo gây chấn động lớn. Giáo sư phụ trách của học sinh tiểu học có chỉ số thông minh 179 nhận thấy năng lực trí tuệ của học sinh là không đáng kể. Ông đã chỉ ra rằng chỉ số thông minh tắt không liên quan đến năng lực trí tuệ. Chuẩn bị ăn cơm nè. Mẹ ơi, đó là bài báo gì vậy? Chắc mẹ sẽ không đọc nó đâu ha. Dẹp bài báo đó qua một bên đi. Con nhớ nè, con không thể đánh giá một người chỉ bằng các con số được. Nhưng nó lại rất hữu ích dùng để lót nồi như vậy. Tôi tên là Kim Binson. Tôi đã có bằng tiến sĩ khoa học kinh tế tại một trường đại học nổi tiếng. Cuối cùng tôi đã có cơ sở kinh doanh riêng của mình. Và hôm nay đã chính thức bắt đầu. Tôi chắc chắn cùng với nó tôi nhất định sẽ thành công. Hey. Nè, ở trong khu mình có nhà hàng tự chọn món mới mở đó. Có thiệt không? Vậy là có thể ăn thoải mái rồi. Dạo này mình còn mơ thấy được thường xuyên đi ăn ở đó nữa kìa. Món ăn tự chọn có gì hay ho đâu. Món ăn càng rẻ thì chất lượng càng thấp, nên mới có câu tiền nào của nấy á. Đi ăn mấy chỗ đó cũng đừng làm quá vậy chứ.
Muốn đi ăn quá đi. Có nhà hàng tự chọn mới mở sao? Mình sẽ về nói với mẹ rồi bữa nào phải đi thử mới được. Nói tới chuyện đó, mình đã chuẩn bị sẵn rồi đây nè. Chuẩn bị gì chứ? Đúng là không thể chịu nổi mấy người quê mùa này mà. Bắn tự chọn thì có gì hay ho đâu chứ. Mình cần phải có chiến dịch quảng cáo. Và phương pháp hiệu quả nhất là tin đồn từ miệng của các bà cô. Anh đúng là giỏi quá đi. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã mở được nhà hàng lớn rồi. Nhà hàng chúng tôi chỉ dùng những nguyên liệu cao cấp và phục vụ thức ăn cũng cao cấp. Chúng tôi sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho các khách hàng của mình. Ơ kìa, đó không phải là mẹ của cha Đu sao? Chào chị vừa đi chợ về đó hả? Đâu có, trong khu mình mới mở một nhà hàng tự chọn mà. Từ hôm nay cả nhà tôi sẽ đến đó ăn. Ha, chúng ta mở họp tổ dân phố ở nhà hàng đó cũng được nè. Chiến dịch quảng bá thành công rồi. Với một tiến sĩ kinh tế như mình thì chuyện này dễ như ăn một cái bánh thôi mà. Mấy đứa ơi, mẹ về rồi đây nè. Cha mẹ, mẹ về đây. Sao hả? Mấy đứa có làm đúng như lời mẹ dặn hay không? Dạ có, sáng giờ thì con nhịn đói không ăn bất cứ cái gì hết. Mẹ nhìn em đi, bụng của em xẹp tới mức mặc cái quần mà cứ bị tụt lên tụt xuống. Đúng rồi, mấy đứa giỏi lắm. Tối nay chúng ta sẽ được ăn thoải mái. Đợi ba về nữa là chúng ta sẽ xuất phát ha. Mọi người về các món ăn mà kéo tới đây. Nhưng mình không thể để cho họ ăn quá nhiều được. Nếu làm họ no bụng mà các món nhiều dầu mỡ thì họ sẽ không thể ăn thêm nhiều món được nữa. Cứ như vậy thì nhất định mình sẽ giàu. Mình đúng là thiên tài. Ủa? Trong một tuần kế tiếp, mỗi ngày chúng ta đều sẽ ăn ở nhà hàng này. Ở đây được chuẩn bị rất nhiều món ăn đa dạng. Nhưng nguyên tắc quan trọng khi ăn món ăn tự chọn là tuyệt đối không bị mê hoặc trước những món ăn đẹp mắt. Đi ăn món tự chọn, không cần phải ăn hết tất cả các món. Những món có thể ăn được ở nhà thì đừng để ý tới. Chính sẽ luôn được để ở bên ngoài khu vực đi lại. Lạ thật kìa. Đó là một chiến lược trong kinh doanh. Và đó cũng chính là nơi chúng ta nên tập trung toàn lực để tấn công. Xin mời. Con ăn được không? Cần mẹ giúp gì không? Mẹ được mà. Mẹ ơi, nhà mình ăn hết thịt rồi nè. Hết rồi sao? Để chị đi lấy thêm về cho nha. Cứ như vậy thì mình sẽ có thể nhanh chóng trả các khoản nợ, sau đó mở rộng kinh doanh, rồi mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Kinh doanh còn dễ hơn lấy bằng tiến sĩ nữa. Bạn cũng tới ăn sao? Gặp bạn mình vui lắm. Nhưng xin lỗi nha, bây giờ mình đang bận đi lấy đồ ăn cho cả nhà rồi. Có gì mai lên trường gặp nha. Gì vậy? Mấy người đó đều kéo nhà tới đây hay sao? Đó là Đôn Đôn đúng không? Ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Này cô bé kia. Dạ chuyện gì? Ăn món tự chọn mà sao con ăn ít vậy?
dù ăn gì thì cũng phải có phẩm chất chứ. Tuy là ở đây rất nhiều đồ ăn, nhưng con cũng chỉ ăn nhiều sức mình thôi, chứ không hề ăn điên cuồng giống y như là mấy người kia. À. Rốt cuộc là bao nhiêu dĩa vậy? Đã kết thúc rồi sao? Chúng tôi có chút chuyện, chúng tôi sẽ quay lại liền. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa. Dạ mẹ. Đây là chuyện gì? Sao lại có người có thể ăn được nhiều tới như vậy chứ? Ông chủ ơi, có chuyện gì vậy? Tất cả thịt được chuẩn bị cho hôm nay đã hết rồi ạ. Trả tiền cho chúng tôi đi. Kinh doanh gì cũng vậy, kinh doanh mà lừa đảo như vậy đó hả? Rồi rồi, tôi sẽ hoàn tiền cho mọi người. Xin lỗi quý khách, tôi thật sự xin lỗi rất nhiều. Mẹ ơi, bây giờ quần của con hết bị cột rồi nè mẹ. Hôm qua là ngày giảm giá đầu tiên, lẽ ra mình phải dư tiền nguyên liệu mới đúng, ai ngờ lại bị hoàn tiền chứ. Cứ như vậy chắc lộ vốn quá. Mọi người thấy rồi đó, chương trình giảm 50% đã kết thúc. Từ bây giờ giá sẽ trở về như cũ. Nếu muốn vào nhà hàng thì mọi người phải thanh toán nguyên giá mới được. Đã hiểu chưa? Nếu như vậy thì mọi chuyện hơi khác rồi. Mẹ ơi, nói vậy là hôm nay chúng ta không để ăn sao? So với giá hôm qua thì phải trả thêm gấp đôi lận. Ba mẹ không thể nào đảm đương nổi con số đó đâu. Dạ. Đúng rồi đó, hãy mau bỏ cuộc quay về đi. Con cũng biết là mẹ rất tin tưởng ở con chứ Chadu. Chúng ta phải nỗ lực hơn cái giá đã bỏ ra mới được. Dạ. Chị ta nói cái gì vậy? Đã lỡ tới rồi thì làm sao mà quay về được chứ. Cho nên ba mẹ quyết định chơi lớn một bữa luôn. Khoan, xin chờ một chút. Nếu quý khách để lại thức ăn thừa thì chúng tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Thức ăn thừa sẽ bị cân lên và phạt tiền theo khối lượng đó, nghe rõ chưa? Được rồi, bữa ăn này phải trả tiền gấp đôi đó. Chiến thôi. Mình thật sự không đoán ra họ có thể ăn được bao nhiêu nữa. Bây giờ mình phải làm sao đây? Chị biết chuyện gì hay chưa? Cái nhà hàng tự chọn mới mở trong khu mình đó, tôi nghe mọi người nói nó làm ăn chán lắm. Có, tôi nghe rồi. Giá thì mắc mà ngay cả thịt cũng không thèm phục vụ nữa kìa. Mẹ Chadu nè, nhà chị đã tới đó ăn thử chưa hả? Có, tôi đã tới đó rồi. Cho nên từ giờ cả nhà tôi quyết định sẽ ăn nhiều rau hơn. Cô Dì ơi, cái này bao nhiêu một bó vậy? Ừ.
tĩnh như vậy thích thiệt á. Không có mấy người quê mùa đó, mình có thể ăn uống lịch sự rồi. Mình không thể kết thúc như vậy được. Nhà hàng này không thể kết thúc như vậy được. Xin hỏi ai vậy? Đây là thịt bò và thịt heo, mỗi loại có 18 kg. Chị làm ơn hãy nhận lấy tấm lòng chân thành của tôi. Nhưng mà nhà chúng tôi đâu có đặt giao thịt gì đâu. Hả? Từ hôm đó, ngày nào nhà mình cũng có thịt để ăn. Vậy nên suốt một tháng cũng không đi nhà hàng nữa. Nghe nói trong thời gian này, nhà hàng tự chọn đó làm ăn rất là khấm khá. Nhưng sau một tháng, khi nhà mình đã ăn hết số thịt được tặng thì... Nhà hàng đó đã chuyển đi mất tiêu. Bây giờ cả nhà mình biết ăn thịt ở đâu đây? Thưa mẹ, con mới về. Cho nè. Ơi, con không bắt được gì hết hả cha Đu? Dạ không được gì hết mẹ ơi. Chắc con phải mua một cái vợt mới thì mới được đó mẹ. Mua làm gì cho tốn kém, nó chỉ dùng được có một lần thôi. Nhưng dù con có cố gắng cỡ nào cũng không bắt được cái gì hết đó. Nếu vậy thì mẹ nghĩ cũng không ai bắt được gì đâu. Mẹ nghĩ như vậy sao? Nếu tất cả mọi người đều không bắt được thì con sẽ không bị la có đúng không mẹ? Alo, Junseok nghe. Mình là Chado nè. Bạn chưa làm xong bộ sưu tập côn trùng có đúng không? Mình làm xong lâu rồi. Mình đoán là với một người thấp bé như bạn thì không thể hoàn thành nổi bài tập đâu ha. Nhưng mình có chiều cao và đôi chân nhanh nhẹn của một người mẫu nên nó rất dễ. Nói gì đó, đừng có giỡn mặt nha. Mình nhất định sẽ làm được. Dĩ nhiên là mình làm xong rồi. Chado à, bạn cũng tranh thủ làm cho xong đi nha. Chuyện đó là chắc chắn rồi. Bài tập này dễ ợt đó mà. Cả đồn đồn cũng làm xong rồi. Tại sao tới bây giờ con mới nói với ba chuyện bài tập này hả cha Đu? Nói vậy là ba sẽ giúp con làm bài đúng không? Con không biết hay sao, ba của con là một chuyên gia về côn trùng, người từng được coi là Fabre Choi đó. Thật vậy sao? Ba ơi ba, vậy ba hãy bắt cho con một con chuồn chuồn đi. Không không không, ba sẽ không đưa sẵn cá cho con đâu, nhưng ba sẽ cho con cần câu và chỉ cho con cách để câu được cá. Con cũng muốn ăn cá nữa ba ơi. Con cũng muốn. Thiệt là, con đâu có cần câu cá chứ, con chỉ cần bắt được côn trùng thôi à. Hả? Phải rồi, ngày mai là chủ nhật. Sao con không rủ ba cùng đi bắt với con? Ngày mai sao? Anh mở nhà thì cũng chỉ coi tivi với ngủ lăn quay thôi. Đi giúp con bé đi. Xin ngài, hãy giúp con bắt con trùng đi ngài chuyên gia. Con đã sẵn sàng rồi. Bây giờ con nên làm gì đây ba? Lấy giấy viết ra, bây giờ ba sẽ chỉ cho con cách để bắt côn trùng. Dạ ba. Từ từ tiến đến trước kẻ thù. Nếu nó mạnh thì ta sẽ tấn công thật nhẹ nhàng. Khi nó tiến thì ta lùi, và khi nó lùi thì ta tiến lên. Ủa, nghe có vẻ thật là triết lý và sâu xa. Ủa, bên kia có một con dế. Nếu kẻ thù mạnh thì ta sẽ tấn công nhẹ nhàng. Ba ơi, con vẫn không bắt được gì hết. Ba hướng dẫn cho con chi tiết hơn nữa đi ba. Bởi vì ba của con Fabre Choi đã xuất hiện nên mấy con côn trùng đã bỏ chạy hết trơn rồi. Ba ơi ba, bên kia có tổ ong kìa. Tổ ong này lớn quá ba ơi. Nếu bị ong mật chích thì gương mặt của con sẽ sưng đỏ lên, và con sẽ trở thành cô gái mặt bự sưng đỏ xấu xí nhất trên thế giới này.
không bị chết đây? Hãy tiếp cận nó một cách âm thầm. Sự yên lặng thì không có hình hài, nhưng những chuyển động của con thì có đó. Dạ được, mình sẽ làm như lời ba đã dạy, phải cố gắng bình tĩnh mới được. Nhìn lên Trà Đu, mau mau chạy qua bên này đi con. Nhưng ba nói là con không được cử động kia mà. Cái đó chỉ là lý thuyết thôi mà. Chạy đi Nuronchi. Trà Đu à, con phải chạy nhanh lên chứ. À, ba ơi. Ơi mau chạy đi Trà Đu à, ba xin lỗi vì không giúp được. Con chuồn chuồn đã bay mất rồi còn đâu. Ủa, đây là ba của Đôn Đôn mà. Dạ, con chào bác à. Mũ, con là ai vậy? À, dạ, con là bạn cùng lớp với Đôn Đôn, Choi Trà Đu. Thì ra là Trà Đu, xin lỗi con nha, bác nhận công ra. Dạ. Ủa, mà đó là cái gì vậy bác? Ha, cái này hả? Đôn Đôn nhờ bác mua giùm nó đó. Hả? Mình có thể mua được côn trùng sao? Vậy mà Đôn Đôn cứ làm như bạn ấy giỏi lắm. Mẹ ơi, cho con tiền mua côn trùng giống Đôn Đôn đi mẹ. Con đang nói nhảm cái gì nữa vậy? Ôi trời đất ơi, mặt của con bị làm sao vậy hả? Dạ, mặt của con thì làm sao? Ba đã nói rồi mà, con sẽ trở thành cô gái xấu xí nhất trên đời. Đây cũng là điều duy nhất mà ba nói đúng luôn đó. Chạy loanh quanh suốt cả ngày giờ con đói quá. Hả? Ha, là bánh vòng kìa. Không được. Cái này con mà ăn là tiêu liền luôn đó. Mẹ nói quá. Đây không phải là bánh vòng mà là thuốc diệt gián đó, con có biết chưa? Thuốc diệt gián hả mẹ? Ba của con chỉ là một chuyên gia vụng về với mớ lý thuyết suông mà thôi. Còn mẹ của con mới là chuyên gia tiêu diệt sâu bọ chính hiệu, hàng thật giá thật. Sâu bọ sao? Trước khi lấy ba, mẹ từng làm việc bán thời gian ở công ty kiểm soát sâu bọ. Mẹ nổi tiếng vì mỗi lần ra tay là bách phát bách trúng. Chạy hả? Con sẽ không hối hận chứ? Dạ không đâu thưa mẹ. Con muốn hoàn thành bộ sưu tập côn trùng. Con cứ làm theo mẹ nha. Trời ơi, tin được không? Đôn Đôn sưu tập được bọ cánh cứng luôn. Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng loại bọ này trong nước mình khó tìm lắm mà. Chắc bạn ấy không biết đâu ha. Nhưng mình vẫn tìm được đó nha. Mình bắt được một con bướm đẹp cực kỳ trong khi nó bay theo mình. Bạn lại lấy mớ đồ trang trí ở nhà đem theo rồi nói là bài tập chứ gì. Còn bạn thì bạn bắt được cái gì mà không khoe cho mọi người thấy hả? Ủa? Mình đã bắt kiến và bỏ chúng vào trong này. Suốt kỳ nghỉ, chúng xây dựng được một cái tổ kiến giống như vậy nè. Wow, thật là tuyệt vời. Mình cảm thấy đi bắt côn trùng rồi ép khô chúng không hay chút nào hết. Cho nên, thay vì bắt chúng, mình đã vẽ ra. Wow, đã như vẽ đẹp quá. À, thật ra thì, bộ sưu tập của mình có chuồn chuồn, bươm bướm, bò hung ve sầu, bò kẹp kìm, bò phân và nhiều loại khác nữa. À, chỉ có nhiêu đó thôi à. Có lẽ mọi người bất ngờ hơi sớm rồi á. Nói nghe nè, nếu mấy bạn thấy bộ sưu tập của mình chắc chắn sẽ hết hồn cho coi. Đó là cái gì? Mình sẽ hỏi bạn một câu hỏi. Trong các loài côn trùng, loài nào chỉ có một cơ thể nhưng có hai linh hồn? Có đoán được không?
con châu chấu. Bên trong cơ thể của châu chấu có một loài ký sinh trùng được gọi là dung trò. Bắt nè. Mình có một con chuồn chuồn khổng lồ có thể bay được 70 cây số một giờ. Bắt châu chấu thì dễ như ăn bánh. Phải rồi, Jadu. Rốt cuộc thì bạn đã bắt được con gì vậy? À, bắt được gì hả? Trước tiên, hãy luyện tập đôi mắt để con có thể nhìn quen trong bóng tối. Tiếp theo, con hãy để mắt đến chuyển động của con gián. Khi con thấy nó di chuyển thì ra tay ngay. Bạn bắt. Hôm qua mình đã phải cố gắng hết sức mới có thể bắt được bao nhiêu đó. Đúng là không dễ dàng một chút nào. Thôi chết rồi, bộ sưu tập của mình. Ủa, Nurongji, mày làm gì ở đây vậy hả? Ê, nè, mày chạy đi đâu đó? Nurongji à, mày đang... Chào cả lớp, mọi người làm xong bài tập chưa? Hả? Sao mà vắng tanh vậy? Tụi nhỏ đi đâu hết rồi? Cô ơi cô, em chào cô ạ. Ôi da đau quá đi. Trời ơi, bây giờ mình phải làm gì với nó đây? Em vẫn chưa đi khám răng nữa hả? Anh đã kêu em phải đi nha sĩ rồi mà. Tháng này cha Đu phải đăng ký học thêm môn toán. Nhà mình không có đủ khả năng đâu anh à. Vậy em để cho răng của mình rụng hết thì em mới chịu hay sao? Mẹ ơi, răng của mẹ có đau lắm không? Con không cần đăng ký học ở đâu, mẹ mau đi khám nha sĩ trước đi. Không được, con nhất định phải đi học cho mẹ. Nhưng em không thể bỏ lỡ thời điểm phù hợp để chữa trị được. Cùng lắm thì mình bán vàng để cho em đi khám răng. Rồi rồi, em biết rồi, anh đừng có la em nữa. Chúng tôi vừa nhận được một tin khẩn cấp. Siêu bão Risa đã đột ngột thay đổi hướng đi. Nó sẽ đổ bộ vào Seoul trong tối ngày mai. Tính đến thời điểm này, Risa được dự đoán là cơn bão mạnh nhất trong số những cơn bão đã đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên. Hãy dán những tờ báo ướt. Tiêu rồi ông xã ơi, hình như nhà mình vẫn chưa sửa cái cửa sổ bị hư có đúng không? Không chỉ cửa sổ đâu, còn cái cổng cũng chưa sửa luôn kìa. Vậy sao bây giờ anh không mau mau đi sửa cái cổng luôn đi? Ngày mai tất cả các trường công ở Seoul sẽ đóng cửa. Ngày mai chị không cần phải đi học nữa. Tụi em cũng vậy luôn. Mấy đứa mau thôi đi, trong lúc này mà còn cười được hả? Tất cả mau về phòng học bài liền cho mẹ. Mình phải mau đi đóng tất cả các cửa sổ lại mới được. Có gì em tự lấy lại đó mà. Mẹ không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tụi con còn đáng sợ hơn cơn bão này nữa. Sao anh không nhờ ai đó tới phụ một tay đi? Một mình anh có thể sửa được rồi. Xong rồi, cực kỳ hoàn hảo luôn. Nhìn đi, nó không còn rung lắc nữa. Giờ thì nó bung ra luôn rồi kìa. Rốt cuộc hồi đó mẹ chấm điểm nào ở ba mà chịu lấy ba vậy? Quý vị và các bạn xin hãy chú ý, tôi vừa nhận được tin báo cơn bão được dự đoán là sẽ đi qua thành phố của chúng ta. Nhưng để đảm bảo, tối nay mọi người vui lòng tập trung tại nơi trú ẩn của trường học. Chúng ta phải tới nơi trú ẩn ở trường kìa. Bà xã ơi, hãy thu dọn những thứ có giá trị trước. Còn các con, mau vô nhà sửa soạn và sẵn sàng đi. Nhưng còn cái cổng thì làm sao đây? Cái cổng thì chừng nào sửa cũng được. Nhanh lên, chúng ta phải đi rồi. Vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ ở trường hả ba? Chúng ta sẽ ngủ ở trường thiệt hả? Quá thật tuyệt vời. Ở đây có nhiều lều quá. Ủa, Minh Chi ơi, bạn tới đây hồi nào vậy?
lều của bạn ở chỗ nào hả? Chút nữa mình sẽ ghé qua chơi. Con tưởng là con đang đi chơi hả? Không biết sao Bảo nhà mình còn hay không kìa, ở đó mà lo chơi. Nhưng mà chuyện thiên tai này con người chúng ta đâu có kiểm soát được đâu mẹ ơi. Bây giờ vẫn đang an toàn thì chúng ta cứ vui vẻ mà tận hưởng đi mẹ ha. Vậy mẹ sẽ cho con tận hưởng nắm đấm của mẹ nha. Dạ thôi. Tụi mình đang thất thế phải tìm người yểm trợ mới được. Nhưng mà tụi mình bị dí sát nút rồi, không có thời gian đâu. Minchi à, tập hợp sức mạnh của tình bạn thôi. Chiếc nhẫn tình bạn tập hợp. Chuyện gì vậy? Cúp điện hả? Mọi người chú ý, cơn bão đang đi qua thành phố của chúng ta. Do đó đường dây điện bên ngoài đã bị hư hại. Cho nên mọi người hãy ổn định và kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi sửa chữa. Trời đất ơi, mình phải làm sao đây? Bà xã ơi, có chuyện gì vậy? Em tưởng mình đã mang theo rồi chứ, nhưng giờ lại không tìm thấy nữa. Từ từ nói anh nghe coi có chuyện gì. Em đã quên con cốc vàng ở nhà rồi ông xã. Bà tìm đi. Còn có nhét ở đâu không? Ba ơi, nếu nó bị bão cuốn đi mất thì không thể tiền được nữa ba. Nó có mắc tiền lắm không? Không đâu, nó cũng không mắc lắm đâu con à. Anh đang nói cái gì vậy hả? Đó là của hồi môn cho con gái khi hai đứa nó lấy chồng mà. Em hãy bình tĩnh lại đã. Giờ chúng ta không thể làm gì được đâu. Từ từ rồi mình mua lại cũng được. Làm sao em có thể bình tĩnh được chứ? Đó là thứ giá trị duy nhất trong nhà mình có. Anh không biết sao? Ui da, cái răng của tôi. Thấy chưa, răng của em đau vì em không quan tâm tới nó đó. Thiệt tình là anh đã định bán nó đi để em có tiền chữa răng mà bây giờ là... Ui. Quá, có điện lại rồi kìa. Thiệt là may quá, chúng ta đã được an toàn rồi. Mimi ơi, Jadu đâu rồi? Chị không thấy bạn ấy đâu hết á. Chị Jadu. Không xong rồi, hình như có ai đó mở cửa đi ra ngoài đó. Ra ngoài, trong lúc này sao? Anh Jadu à. Bây giờ con sẽ đi lấy con cốc vàng. Đừng đi mà. Không được đâu Jadu à. Em phải đi với con bé. Mẹ Jadu à, chị bình tĩnh đi mà. Chúng ta nên gọi đội cứu hộ tới trước, sau đó cùng nhau đi tìm con bé được không? Bên ngoài nguy hiểm lắm, chị không thể đi một mình đâu mẹ Jadu à. Jadu chỉ có một mình thôi, hãy để tôi đi. Tôi không thể chờ đội cứu hộ tới được. Jadu ơi. Bà xã. Jadu ơi. Jadu. Cốc vàng ơi, hãy đợi chị tới cứu em. Jadu ơi, con đang ở đâu? Rốt cuộc con đã chạy đi đâu vậy? Anh ơi, phải làm sao đây? Có khi nào con gặp tai nạn rồi không? Sao em cứ nói chuyện xui xẻo không vậy? Nhưng anh à. Nhanh lên em, giờ chúng ta đi vòng qua đó thử coi sao. Ủa?
Em lượm được một phiếu ăn miễn phí. Có khi nào nó về nhà rồi thấy sợ quá nên không dám ra ngoài nữa không anh? Chúng ta phải nhanh hơn nữa mới được. Em bám cho chắc nha. Chadu ơi! Chadu! Anh ơi, phải làm sao đây? Con bé không có ở nhà. Chadu ơi! Chào anh chị, tôi mới nhận được báo cáo. Anh chị đã tìm thấy con bé chưa hả? Chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy con bé ở đâu hết à. Tôi hiểu rồi, bây giờ anh chị hãy đi theo chúng tôi. Cha Đu ơi, con đang ở đâu? Cái này, đây là cột tóc của Cha Đu. Anh ơi, là cột tóc của Cha Đu đó. Em nói gì? Đồng chí cảnh sát, làm ơn dừng xe lại. Cha Đu ơi, chị cẩn thận, nguy hiểm lắm đó. Em ơi, chờ anh với, đừng có đi một mình mà. Cha Đu ơi, như Cha Đu ơi. Ủa? Ôi trời ơi, đang hú hồn hú vía. Bà xã, em không sao chứ? Anh ơi, bây giờ phải biết tìm con ở đâu hả? Mẹ ơi. Chà Đu à! Ba mẹ ơi, con xin lỗi vì chưa tìm được con tóc vàng. Trên đường đi về nhà, con thấy em ấy đang ngồi khóc một mình nên đã ở lại với em ấy, không thể về nhà được. Con gái của mẹ. Tìm được rồi sao? Thật tốt quá. Không sao rồi, con đừng khóc nữa. Cô bé à, con có biết ba mẹ của em ấy ở đâu không? Dạ xin lỗi chú, con không biết. Đồng chí cảnh sát, ba mẹ của con bé là chủ quán ăn nhanh Mina đó. Tôi còn thắc mắc sao hai vợ chồng họ không đến nơi trú ẩn. Ơi, chắc là họ đã đi khắp nơi để tìm con của mình rồi. Con làm tốt lắm, con gái của ba. Mẹ ơi, còn con cốc vàng của chúng ta thì sao? Con muốn mẹ được đi bác sĩ chữa răng. Trời ơi, con gái của mẹ, con đang nói cái gì vậy? Đối với mẹ con còn quan trọng hơn con cốc vàng đó nhiều. Chỉ cần con an toàn là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ. Cha Đu à. Mẹ ơi, ba ơi. Rồi rồi, mọi chuyện con qua rồi. Con đừng có khóc nữa nha. Con đói bụng quá. Con muốn ăn gì? Con muốn ăn mì. Một tô thiệt là bự, mì thiệt hả? Là nhiều được, mày được. Trời đất ơi, sao tự nhiên tối thui vậy? Sao con liều lĩnh quá vậy hả? Tay đang ướt mà dám đụng lung tung vô đồ điện. Dạ đâu có, con đâu có làm gì đâu mẹ. Tại trời nóng quá nên con chỉ muốn mở quạt mạnh hơn thôi mà. Mở quạt mạnh chỉ chỗ tốn tiền hàng tháng thôi. Con mở nhẹ nhẹ là đủ mát rồi. Nhưng mà hôm nay trời nóng quá mẹ ơi. Con ăn nói với mẹ cái kiểu gì vậy? Muốn ăn đòn rồi có đúng không? Khi trời nóng, mấy bạn trong lớp con toàn mở máy lạnh không đó mẹ. Con hãy quên cái chuyện máy lạnh đó đi. Mau mau ngồi xuống học bài, rồi con sẽ không còn cảm thấy nóng nực nữa. Mẹ ơi, hồi nãy chị đang làm bài tập ở trong phòng á, nhưng vì nóng quá cho nên phải đi ra mở quạt. Mẹ biết không, mấy bạn của con cũng có máy lạnh ở nhà nữa đó mẹ. Mà không chỉ có mỗi máy lạnh thôi đâu, mấy bạn còn có ghế sofa và giường ngủ rất êm nữa. Mẹ có biết chúng thoải mái cỡ nào không? Mỗi lần ở nhà Minchi về, con luôn có cảm giác là mình đang sống trong hang động dành cho người tiền sử. Hang động của người tiền sử? Ơi, hai cái đứa này sao dám nói nhà mình là hang động của người tiền sử hả? Không biết tại sao nhà của mình lại nghèo như vậy nữa. Xấu hổ quá đời. Mấy cái đứa nhỏ trong nhà chưa bao giờ phàn nàn hay so sánh nhà mình với nhà người khác. Nhưng càng lớn, tụi nó càng tiếp xúc nhiều nên khác rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ít người thì cần một ngôi nhà lớn để làm gì? Chỉ cần có thể ăn ngủ thoải mái thì nhà mình bây giờ cũng đủ tốt rồi mà. Ừ.
Tụi nhỏ đang ở trong nhà mà sao không đứa nào chịu ra nhận thư vậy cả. Đây là... Đúng rồi, sao mình lại quên ha. Mình sẽ cho chúng thấy giá trị của cái nhà này. Xin chào. Ôi trời, là mẹ của cha Đu hả? Xin lỗi, chị mới nói cái gì tôi nghe không rõ. Tin sốt dẻo, tin sốt dẻo đây. Mẹ của Choi Chadu đang đăng tin cho thuê phòng kìa. Con nghĩ như vậy không phải là một ý hay đâu. Con đừng có nói lung tung. Nhà của mình đủ tiêu chuẩn để cho thuê đó. Có người thuê phòng ở nhà Chadu sao? Vô lý quá. Mình chỉ tiện đường ghé ngang coi thử thôi. Đó là một người Mỹ gốc Hàn sống ở Los Angeles. Anh ấy đến kìa. Xin chào, xin hỏi mọi người có khỏe không? Thật sự có người đến thuê phòng ở hả? Anh ấy nhìn cứ như nhân vật trong truyện tranh vậy á. Xin chào, tên của con là Anthony. Rất vui được gặp cả nhà. Dạ, em chào anh. Anthony, chào mừng đã đến với nhà cha Đu. Wow, ở đây tuyệt quá. Đây là lần đầu tiên con đến Hàn Quốc đó. Con nói thật sao? Nhưng theo cô thấy thì con nói tiếng Hàn rất là tốt luôn đó. Rất vui khi được gặp anh Anthony. Tên của em là Cha Đu. Anthony, chào anh nha. Tên của em là Mimi. Sao em lại chen ngang khi chị đang nói chuyện với khách vậy chứ? Anh rất vui khi được gặp mọi người. À, nhưng mà nhà các em ở đâu vậy? Chỗ này là nhà kho có đúng không? Nó lớn hơn anh nghĩ nhiều đó. Xin lỗi mọi người, vì chưa bao giờ đến Hàn Quốc nên con không biết. Giờ biết rồi, nhà của người Hàn rất gọn gàng và ấm cúng. Dạ không sao đâu anh. Anh cứ coi nó như nhà dành cho cún cũng được. Ba nói nghe nè Cha Đu, sao con có thể nói vậy trước mặt ba, chủ nhân của căn nhà chứ? Bình thường thì Noronchi không có lại gần người lạ đâu. Chắc em ấy thích anh lắm đó anh Anthony à. Em ấy tên Noronchi hả? Chào Noronchi, em thực sự rất dễ thương. Gia đình mình ấm áp và hạnh phúc quá. Xin mời, xin mời, buổi tối đã đến rồi đây. Trời ơi, là bữa tối kìa. Đúng vậy, vì nhà mình có khách nên mẹ là bữa tối thịnh soạn chút. Nè nè, mấy cái đứa này, tụi con ăn từ từ thôi, chúng ta còn phải nói chuyện với khách nữa chứ. Phải hả, bà nói đúng. Anh Anthony, ở nhà anh có bao nhiêu anh chị em vậy hả? Ở nhà anh còn có một em trai. Giờ còn nhiều thịt lắm, mọi người cứ ăn tự nhiên nha. Mấy cái đứa này mẹ đang mời khách mà. Sao tụi con cứ như là chết đói vậy hả? Bởi vì bình thường không bao giờ mẹ nấu thịt hả? Anthony, chắc con mệt rồi có đúng không? Cứ nghỉ ngơi thật thoải mái nha. Mình sẽ ngủ trong căn phòng này à. Anh Anthony, mời anh vào phòng. Tối nay anh sẽ ngủ ở đây chung với tụi em. Ý em là anh sẽ nằm dưới đất chung với mấy đứa đó hả? Không phải ha. Cô quên là trẻ con ở Mỹ đều ngủ phòng riêng. Nhưng mà nhà cô không có phòng nào nữa hết. Con chịu khó một chút đi ha. Anh Anthony sẽ ngủ kế bên em. Anh ấy sẽ ngủ kế chị. Em mau bỏ tay ra, chị đã giành trước rồi. Chị đang nói cái gì vậy? Em mới là người giành trước mà. Mấy đứa à, nhà chúng ta đã có khách mà đừng có gây nhau nữa. Hãy nhường nhau một chút đi ha. Chị là chị nên hãy nhường đi. Tối nay em sẽ ngủ ở chỗ này. Thôi trời đất ơi. Chỉ vì em nhỏ hơn nên lúc nào em cũng nhường chị hết. Nhưng hôm nay em không nhường chị nữa. Đúng là không thể nào chịu nổi mà. Mẹ đã nói mấy đứa thôi đi mà. Nhà chúng ta đang có khách đó, nhớ chưa? Chị em thì phải hòa thuận với nhau mới đúng. Mấy đứa ngủ ngon nha. Hả? Âm thanh này là gì vậy? Cái tiếng ồn mới rồi á hả? Tiếng đó phát ra từ trên tầng 2 đó anh Anthony à. Nhưng nhà mình đâu có tầng 2 đâu. Trên trần nhà có một vết nứt kìa. Wow.
sao khó chịu quá vậy nè. Cố lên một chút nữa thôi. Chị muốn đi vệ sinh. Em cũng vậy, sắp trễ rồi. Có thể nhường cho ba trước được không? Không được. Cha đu à? Em không có ý. Xin lỗi anh Anthony. Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc. Đúng vậy, mình chỉ cần chịu đựng thêm mấy ngày. Làm sao mình có thể xài nhà vệ sinh thoải mái được đây? Noronchi à, sao vậy? Noronchi à, cảm ơn em nha. Hình như mình đang hơi nhiều thì phải. Không phải chứ, sao tự nhiên cửa lại khóa vậy? Anh tỉnh rồi đó hả? Anh hôn mê lâu quá làm em thấy lo lắm. Nhưng mà em là ai? Chúng ta chưa nói chuyện mà. Để em giới thiệu với anh nha. Chào anh, em tên Minchi, là bạn của cha Du. Chắc anh ngạc nhiên lắm ha, vì đột nhiên lại tỉnh dậy ở nhà của người lạ như vậy. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Chuyện này là ba mẹ của cha Du đã nói ba mẹ em cho anh qua ở nhà mấy ngày đó. Là tai nạn sao? Có nghiêm trọng không vậy? Chỉ là tai nạn nhẹ thôi. Nhưng cái quan trọng là việc tiêu hóa có vấn đề khiến cậu ấy bị căng ruột dẫn đến mệt mỏi. Gần đây cậu ấy có những triệu chứng như là không ăn được, không đi vệ sinh được, hay là ngủ không được hay không. Chính vì vậy, bên nhà cha Du đã nói với ba mẹ em cho anh ở mấy ngày để anh có thể cảm thấy thoải mái trước khi về lại Los Angeles. Lẽ ra em nên hỏi anh trước, xin lỗi anh nha. Không sao, anh ổn mà. Em là Minchi đúng không? Thời gian anh ở đây, chúng ta hãy cùng hòa thuận với nhau nha. Dạ, tất nhiên rồi. Bệnh viện thú y, tại sao vậy? Noronchi bị đau ở đâu hả? Noronchi? Minchi, em đang nói chuyện với ai vậy? Anh nghe em nhắc tới Noronchi. Đó là con mèo của nhà cha Du, có đúng không? Dạ đúng, bé bị vướng vào bẫy chuột nên giờ chân của bé đang bị đau đó anh à. Hả? Bẫy chuột sao? Gia đình của cha Du đã đặt rất nhiều bẫy chuột rải thuốc diệt chuột trước khi anh Anthony đến. Chứ gì nữa, vì nhà em ấy có rất nhiều chuột luôn đó. Nếu bắt được chúng thì nhà sẽ sạch sẽ hơn. Anh Anthony nè, em nói anh nghe chuyện này nha. Thường thì bên nhà cha Du sẽ không quan tâm lắm đến lũ chuột đó đâu. Nhưng anh biết tại sao lần này họ lại làm như vậy không? Tất cả là vì anh đó. Họ thật sự rất lo chuyện lũ chuột quậy phá khiến khách quý của họ không thể ngủ được. Mà khoan đã, đừng nói là Noronchi cũng ăn phải thuốc diệt chuột rồi nha. Họ làm vậy là vì anh sao? Cảm ơn em nha. Noronchi à. Noronchi, là anh đây mà. Anh Anthony. Xin chào. Hôm nay con chỉ ghé qua một chút thôi. Con còn để quần áo ở đây á, cho nên. Ôi trời ơi, Anthony, con không sao chứ? Con đã thấy khá hơn chưa?
Anthony à, chú thay mặt cho người phụ nữ liều lĩnh này xin lỗi con nhiều lắm. Và chú tệ đến nỗi con không thể đi vệ sinh. Dạ, không đâu, mọi người đừng như vậy. Anh ơi, cái này em đã chuẩn bị để đưa cho anh trước khi anh về Los Angeles. Giờ em đưa anh luôn, nhưng anh đừng đọc lúc này nha. Cảm ơn em, nhưng nếu anh không đến đây thì sao? Nuranchi à. Nuranchi à. Anh Anthony ơi, không sao đâu anh. Em ấy chỉ bị đau một chút thôi à. Bác sĩ nói là cái bẫy chuột không làm ảnh hưởng đến xương của em ấy, nên chỉ cần qua một thời gian là sẽ hết thôi à. Đúng rồi, con nói đến lấy quần áo có phải không? Yên tâm, cô đã giặt sạch sẽ rồi. Nhìn đi, đã khô hết rồi đây nè. Nhưng nhà cô không có túi giấy, con cầm như vậy có được không? Dạ được, không sao đâu cô. Tốt quá, chúc con thượng lộ bình an nha. Anh Anthony ơi, anh có thể ngủ chung với em thêm một lần nữa không? Baby à, anh ấy chỉ đến để lấy quần áo thôi. Được rồi, con mau đi đi. Chào cả nhà, cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ. Tạm biệt con, Anthony. Lẽ ra từ đầu anh nên ở nhà của Minchi mới phải. Em xin lỗi nha. Dù chỉ gặp nhau một thời gian ngắn nhưng em thật sự rất là vui luôn. Anh Anthony, anh có phiền để chúng ta viết thư cho nhau không? Không phiền, chúng ta hãy giữ liên lạc. Cảm ơn em đã giúp đỡ cho anh nha. À mà em chờ anh chút. Lẽ ra ngay từ đầu anh phải ở nhà của Minchi mới phải. Em xin lỗi anh nha. Mình nên nói với em ấy là không sao hết. Hãng hàng không OO xin thông báo, do điều kiện thời tiết chuyển biến xấu, tất cả các chuyến bay đến Los Angeles trong ngày hôm nay sẽ bị hủy. Không phải chứ. Anh Anthony, anh định đi đâu vậy? Xin chào quý khách, cậu muốn tôi chở cậu đi đâu đây? Bác Tài ơi, hãy chở tôi đến nhà của Chadu. Nhóc đang làm gì đó? Nhóc đem tiền trong người đi lanh quanh khu này sẽ nguy hiểm lắm, nên đưa hết cho anh đi. Nhóc phải nghe lời người lớn chứ. Cảm ơn nhóc nha, anh lấy cái này luôn. Tôi nghe nói gần đây xuất hiện một số kẻ bắt nạt lang thang quanh trường. Các thầy cô hãy quan tâm đến học sinh của mình nhiều hơn để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Hôm nay Đơn Đơn bị kẻ xấu chặn đường, bạn ấy bị lấy hết tiền tiêu vặt luôn rồi. Loại người gì mà dám đi lấy tiền của trẻ con như vậy chứ? Thanh sô-cô-la đó, mình còn chưa được ăn miếng nào luôn á. Mình đã biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra mà. Cho nên mình đã đăng ký học Taekwondo từ tháng trước để chuẩn bị cho trường hợp này. Giày của mình. Chiếc giày của bạn còn đáng sợ hơn cú đá nữa. Mình lo là mình không thể ra ngoài đi dạo được nữa rồi. Bọn họ thiệt là đáng ghét. Mình sẽ không tha thứ cho những kẻ lấy tiền của con nít đâu. Đây là con đường mà phần lớn đám học sinh tiểu học đó sẽ đi ngang qua. Hiện tại cũng sắp tới giờ tan trường rồi, hai đứa mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ có hành động sớm thôi. Lấy tiền của mấy đứa nhỏ này dễ ợt. Nhưng anh ơi, lỡ chúng ta bị cảnh sát bắt thì phải làm sao đây? Đừng có ăn nói xui xẻo kiểu đó nữa. Đại ca, có một đứa đang tới kìa. Xin chào cô bé, chúng ta hãy nói chuyện một chút có được không? Dạ. Bé con không cần sợ, chỉ nói chuyện chút thôi. Sao em ngồi ở đó vậy? Chị ơi, trên đường đi học về em đã cho mấy người đàn ông mượn tiền. Bọn họ là ai mà lại mượn tiền của em chứ? Em cũng không biết họ là ai nữa. Nhưng vì họ cứ nặng nặc hỏi mượn nên em đã đưa hết tiền cho họ luôn.
cũng bị trấn lột giống Đôn Đôn. Bọn người xấu xa này, mình nhất định sẽ không để yên đâu. Trời ơi Đôn, ở bên đây nè. Lâu lắm rồi không gặp cậu ha. Không nhớ lần cuối gặp nhau là hồi nào luôn. Hôm nay công việc cậu xong sớm hả? Chúng ta cùng đi uống chút gì đó không? Xin lỗi nha, nhưng tôi không đi được đâu. Vì hôm qua tôi trực đêm, cho nên bây giờ tôi phải về nhà. Vậy sao? Phải công nhận là từ lúc cậu gặp Nang Hy An và kết hôn với cô ấy thì cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều. Dòng đời đưa đẩy thôi mà. Nhớ hồi tụi mình học cấp 3, trong mắt mấy bạn nữ cậu vẫn luôn nổi tiếng còn gì. Thôi đi, mấy chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà. Ủa mà nè, cậu hạnh phúc chứ? Điều đó là đương nhiên. Giờ tôi có vợ và ba đứa con, không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Được vậy thì tốt quá rồi. Mà lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, uống với tôi một ly đi. Được, nhưng chỉ một ly thôi nha, tôi phải về sớm. Xin chào nhóc con, qua đây anh nói chuyện một chút coi. Nhóc sắp đi chơi với bạn hả? Chắc là có mang tiền đúng không? Đưa đây, tụi anh sẽ giữ giùm cho. Tiêu rồi, đây là những kẻ xấu đã lấy tiền của Đôn Đôn mà. Nhóc con, có nhiêu thì mau đưa hết ra đi. Đúng rồi đó cậu bé, hãy nhanh lên trước khi cảnh sát đến. Cái thằng này, đừng có nhắc tới cảnh sát chứ. Các người là nhóm người xấu đúng không? Tôi không bao giờ đưa tiền cho các người đâu. Đây, quên. Trời ơi, đó là taekwondo. Ê, cái đồ nhát gan kia. Mình đúng là hết cách với thằng ngốc đó mà. Nè, nhóc cũng dũng cảm đó. Nhưng nếu làm vậy nhóc sẽ càng bị đau thôi. Giữ liên lạc cho tôi nha. Cậu đi cẩn thận. Cái người này sao tự nhiên lại nhắc chuyện cũ chứ? Nếu anh cứ tiếp tục sống với những ngày tháng đánh đấm như vậy, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu. Nang Hy An à, đây không phải là lỗi của anh, là do bọn họ gây sự trước chứ bộ. Anh có thật sự hiểu điều em đang nói không vậy? Ước mơ của em là có một cuộc sống bình thường với một gia đình ấm áp cùng nuôi dạy con cái. Nhưng nếu anh không làm được thì em phải từ bỏ ước mơ này mà thôi. Anh hiểu rồi. Anh rất yêu em và không muốn em từ bỏ ước mơ. Cho nên anh sẽ sửa đổi. Từ bây giờ anh sẽ không đánh nhau nữa. Anh xin hứa với em. Đúng vậy, anh đã đạt được ước mơ và anh sẽ làm thật tốt. Shadow! Shadow ơi! Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói con đi tìm em, sao con còn ở đây nữa? Nhưng con có biết em đang ở đâu đâu mà tìm. Thì cái sân chơi mà em con hay tới đó, con cứ ra đó tìm thử coi sao. Anh đã thấy hết rồi, mau lấy tiền của nhóc ra đi. Tiền hả anh? Nhưng đây là tiền mẹ em đưa để mua kem mà. Nếu nhóc đưa cho anh số tiền đó thì anh sẽ mua kem cho nhóc, chịu không nè? Anh muốn lấy tiền của em sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em thậm chí còn không cho hai chị mượn tiền nữa kìa. Cũng sẽ không bao giờ đưa tiền cho ai hết. Vậy sao? Nhóc có biết chúng ta đáng sợ lắm không? Đúng rồi đó, bọn ta còn đáng sợ hơn những gì nhóc có thể tưởng tượng. Đừng có ma. Cái thằng nhóc này thiệt tình, con nít phải nghe lời người lớn nói chứ. Trời ơi, sao mà dám căng tay của ta hả? Dừng lại mau. Con nhóc này là ai vậy hả? Không được phép đụng vào em trai của tôi, nếu không tôi không để yên đâu. Cái gì? Đây là chị của nhóc hả? Cái gia đình gì mà toàn đi cắn người không vậy? Đại ca của anh bị cắn hai lần rồi đó. Anh không sao, anh không thể chịu đựng được đám nhóc con này nữa. Tôi đã cảnh báo các người rồi đó. Sao nhóc dám hỗn láo với người lớn như vậy hả? Rồi, để coi nhóc có thể làm được gì. Tôi sẽ về mép ba của tôi. Hãy xem đây. Anh nghĩ là em sẽ để yên khi anh làm cái mặt con bé nó nông nổi này hả? Hay là mình nên nói với bọn họ là mình sẽ mét mẹ ta? Nhóc nói sẽ mét ba sao? Đúng vậy, ba của tôi to lớn thì nó khỏe mạnh nữa. Ba B
Bi à, đừng nói quá lên vậy chứ. Sợ quá đi, nhóc có chắc là nhóc sẽ mét ba không? Không biết nhóm người nào mà nhìn lạ vậy. Ê? Nè, anh nhắc lại lần cuối, mau đưa hết tiền đây. Bây giờ mình phải làm gì đây? Hai đứa con đang làm gì ở đây vậy? Ba! Người đó chính là ba của hai nhóc hả? Không phải nói là ba nhóc rất to lớn và khỏe mạnh sao? Ba kìa, mau qua mét ba đi, nhanh lên. Nè ông chú già, chúng tôi không có làm gì hết, nhưng nếu ông muốn gây sự thì chúng tôi sẽ nổi điên lên đó. Ông có nghe tôi nói không hả? Gì chứ, sao ông dám làm lỡ tôi chứ? Ông già kia, mau đứng lại. Nè, ông tưởng có thể đi dễ dàng vậy sao? Ông này đúng là ngây thơ quá. Cha Đu à, và ba Bi nữa, hai đứa hãy nhắm mắt và đừng có quay lại nhìn nha, có được không? Dạ ba. Ba ơi, ba định sẽ làm gì vậy ba? Tôi không biết ông có khả năng không, nhưng ông cần phải trả cho chúng tôi một cái giá nhất định đó. Tôi không biết các cậu là ai hết, nhưng các cậu không nên ăn hiếp trẻ con như vậy. Cái gì? Ông định dạy đời tụi này đó hả? Xin lỗi nha, tụi này không có thời gian để nghe đâu. Tôi cũng đã từng giống như các cậu bây giờ, nhưng mà tôi vẫn rất biết điều với người khác. Ông đừng có nói nhiều nữa, mau đưa tiền ra đây. Vì các cậu dám ăn hiếp các con của tôi, nên tôi cũng sẽ đòi một cái giá khà khá. Cha Đu à, con đã nhìn thấy hết rồi hả? Ê, về nhà con nhớ đừng kể lại với mẹ nha, có biết không? Bà xã anh về rồi đây. Dạ con cũng về rồi. Cha Đu hả, con có về với em không? Nãy giờ con làm cái gì mà đi tìm em lâu dữ vậy? Dạ mẹ ơi. Bà xã ơi, em bình tĩnh lại, các con đã ở cùng với anh rồi. Anh lại đi uống với ai nữa hả? Anh chỉ uống một ly thôi. Mau nói đi, rốt cuộc thì anh đã làm cái gì mà lại đi chung với hai đứa nhà mình hả? Em linh cảm không phải là chuyện hay ho gì. Anh có biết mỗi lần anh đi uống về là em lo lắng lắm hay không hả? Anh có thực sự hiểu điều em đang nói không vậy? Ước mơ của em là có một cuộc sống bình thường với một gia đình ấm áp cùng nuôi dạy con cái. Nhưng nếu anh không làm được thì em đành phải từ bỏ ước mơ này thôi. Mà nè, cậu hạnh phúc chứ? Điều đó là đương nhiên. Được vậy thì tốt quá rồi. Mà lâu rồi chúng ta không gặp, uống với tôi một ly đi. Trong cái nhà này không có người nào chỉ vì cô ấy lo lắng nên mới cằn nhằn như vậy thôi. Chứ không có gì. Mình hạnh phúc, mình thật sự rất rất hạnh phúc. Anh tưởng là em muốn sống trong sự lo lắng như vậy hoài hay sao? Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua mọi chuyện. Đó mới là gia đình chứ anh. Hôm đó lần đầu tiên mình nhận ra là mặc dù gia đình mình thường hay gây gổ với nhau, nhưng mình có một người mẹ quyền lực và một người ba vô cùng mạnh mẽ, lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ gia đình. Nếu anh không nghe lời em, từ hôm nay trở đi mỗi lần vi phạm anh sẽ bị phạt 10.000 won. Anh có nghe rõ không hả? Con nhớ đánh răng cho kỹ nha, nếu không sẽ bị sâu răng đó. Dạ. Trời Cha Đu, con mau dậy đánh răng đi. Ủa, trời đất ơi, lại có chuyện gì vậy? Trời ơi, cái con bé này, cái đống gì vậy hả? Mẹ ơi, cái này là... Ủa, có chuyện gì vậy? Hình như là rượu trái cây, có phải không? Con còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi lấy cây lau nhà cho mẹ, nhanh lên. Dạ. Anh còn đứng đó làm gì? Sao không qua phụ em một tay đi? À, được rồi, anh làm liền. Thiệt tình, mới sáng sớm ra đã bực mình rồi. Anh biết cái này mắc tiền lắm hay không? Ủa? Bye ba. Mẹ bình tĩnh đi mẹ ơi, cái này không phải tại con đâu. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt xuống. Bộ nó có chân hả? Sao mà tự rớt xuống được? Đau quá mẹ ơi.
gãy sẽ bị gãy lần luôn á. Em đừng có lo, lưng của chị Jadu khỏe lắm. Cái này cũng chỉ như rèn luyện hàng ngày thôi. Không sao đâu, mẹ đi chợ rồi em mới ra chứ bộ. Trời Mimi. Mẹ đã cảnh cáo con rồi, sao con không nghe hả? Mẹ ơi, con. Mẹ sẽ tự đưa cho cha đu, nên con đừng có lẩn quẩn quanh đây nữa. Mẹ ơi. Không có chị cha đu đi chung, chán muốn chết. Chị ơi, em với chị mỗi người một cái nha. Được không? Cái này không phải chỉ dành cho bạn bè thôi hả? Thì có sao đâu, giữa chị em gái cũng có tình bạn mà. Wow, nhìn nó dễ thương quá à. Khi mẹ nhìn thấy thì em mau đợi đi. Mẹ không có ở nhà đâu, chị đừng lo. Ba mẹ ra ngoài hết rồi, còn nó sẽ về trễ nữa. Nếu vậy thì đi thôi. Nè, Nurochi, mau qua đây phụ một tay đi. Chị ơi, chị cùng nặng đầu người tuyết với em được không? Từ từ đi, vẫn chưa tới lúc đó đâu. Hả? Chứ chị đang làm người tuyết gì vậy? Người tuyết đơn đơn đó. Tụi mình cần phải lấy thêm nhiều tuyết hơn nữa để làm cái bụng bộ nhiều mỡ của cậu ấy nè. Bây giờ chúng ta hãy làm tất cả những người tuyết mà chúng ta muốn. Ha ha, nghe thích thiệt luôn. Chị cha đừng, đây là cả một nghệ thuật luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ nặng ai nữa đây? Em nè, chị làm cho em một con người tuyết được không? Em ước gì mình có được một con người tuyết, Mimi. Được thôi, chiều theo em hết. Mimi nè, em có muốn được trở thành một người tuyết thật sự luôn không? Chị nói thiệt sao? Thành người tuyết thật sự hả? Mẹ ơi. Baby, sao có mình con vậy? Chị Mimi đâu? Dạ, chị Mimi ra ngoài chơi với chị cha đu rồi mẹ. Cái gì? Hai cái đứa nhóc này. Cha đu à? Mimi à? Thôi mà, em để tụi nhỏ chơi đi.
Ừ. Mi à. Mẹ ơi, ba ơi. Trời ơi, Mi à, con có chuyện gì không hả? Mẹ ơi. Mi muốn làm người tuyết nên con biến em ấy thành người tuyết luôn. Ba ơi, con nhìn y như người tuyết thiệt luôn á. Nhưng mà con không có cảm giác được chân mình nữa mà chỉ thấy lạnh thôi. Em ơi, tôi phải mang con bé ra ngoài trước cái đã. Anh ơi, phải làm sao đây? Tuyết đã đông cứng lại rồi, không thể nào bới ra được. Bác sĩ ơi, làm ơn khám cho con gái tôi, con bé đây nè. Chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Trời, cha đu. Con biết trời lại lạnh tới vậy. Sao con có thể không biết được chứ? Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Bà xã à, bình tĩnh lại đi. Dạ mẹ nói đúng. Chuyện này là lỗi của con, tất cả đều là tại con hết. Con thật đáng ghét. Con thật sự là một người chị xấu xa. Trời cha đu. Con không chịu được nữa, con sẽ đi cho khuất mắt mẹ. Được rồi, từ giờ mình sẽ ở đây. Thế giới này toàn chống đối lại mình. Từ giờ sẽ không còn ai ép buộc mình nữa. Tự do tuyệt vời. Hãy đến đây đi, cơn bão kia. Mình không cần luật lệ nào hết. Giờ mình đã là người tự do. Và mình cũng không còn sợ cái giá lạnh nữa. Để coi. Tốt quá, con đã hạ sốt rồi nè. Nhưng mà mẹ ơi, chị đau rồi. Ôi, sáng giờ mẹ không thấy chị của con đâu hết. Chị ơi, chị đâu rồi? Chị ơi. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi một chút, mấy bạn có thấy chị của mình đâu không? Chị ta đâu á hả? Mình có thấy nè, chị ấy đã một mình đi lên ngọn núi phía bên kia rồi. Cái gì? Lên núi hả? Đây là dấu chân của chị Shadow nè. Cái nón của mình. Đừng có bay nữa mà. Nón của mình. Chị đang làm gì ở đây vậy? Chắc là em hết sốt rồi hả? Em tới đây làm gì vậy? Mau quay về nhà đi. Cái nhà tuyết này là sao vậy? Giới thiệu với em, đây là nhà mới của chị. Từ giờ chị sẽ ở lại nơi này luôn, không về nữa. Cái gì? Nghe tức cười quá. Tại sao lại tức cười chứ? Mau đi đi, đừng có làm phiền chị nữa mà. Chị cha đâu? Chị đừng có quậy nữa, mau về nhà với em đi. Không đâu, chị sẽ không bao giờ quay về. Ở một mình hơi cô đơn, nhưng đây chắc là nơi dành riêng cho chị rồi. Chị nhìn nè cha đâu, em đã mua cái này để tặng cho chị á. Cái này là cái gì vậy hả? Là nhẫn tình bạn. Chị vừa là chị vừa là bạn của em. Chị hãy về nhà với em đi được không? Em đừng có nói nữa. Em mau quay về nhà đi. Em còn chưa nhận ra hả?
Em nhất định sẽ không về một mình. Em nhất định sẽ về cùng với chị. Mau ra khỏi nhà tuyết của chị ngay. Chị Chanu, những lúc em xảy ra chuyện đâu phải lỗi do chị đâu, mà là do bàn tay thần kỳ của chị thôi. Bàn tay thần kỳ sao? Đợi con hết bệnh đi rồi biết tay mẹ. Mẹ ơi, ngon quá à. Ủa, tại sao ngu Rong Chi lại đi theo Mimi lên tận đó hả? Thôi, mình đang làm cái gì vậy nè? Mẹ ơi, cho con ăn một miếng nữa đi. Không có ăn uống gì hết. Chị ơi, mau ra ngoài chơi thôi. Chị có muốn làm người tuyết với em không? Nếu em muốn thì đi thôi. Tới nửa tiếng mà. Hôm nay Mimi về sớm nên mẹ tranh thủ đi chợ mua chút quần áo cho Mimi và Barbie luôn. Đối với mẹ thì chưa tới nửa tiếng, nhưng với con là đã 3 tiếng rồi. Vậy thì con nên về cùng lúc với Mimi chứ. Ai biểu ham chơi về trễ chi. Thời gian quý báu đã mất của con thì tính làm sao đây? Trời ơi, mua thiếu rồi. Chadu ơi. Dạ. Hồi nãy mẹ quên mua giá rồi. Con đi mua giùm mẹ đi. Mẹ ơi, con đang coi tivi mà. Hôm nay lại là tập đặc biệt nữa. Hôm nay sẽ là tập đặc biệt của trẻ em trưởng thành. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ mẹ đang bận chuẩn bị bữa tối nên mới phải nhờ con đi mua giùm mẹ thôi mà. Nè, cho Mimi, em đi mua cho mẹ đi. Em cũng phải coi tivi mà chị. Mimi vẫn chưa giỏi làm phép tính, con bé sẽ không đếm được tiền. Con mau đi đi cha đu à. Thật không công bằng mà. Con đi nhanh đi rồi về thì vẫn còn kịp xem mà. Tại sao con cứ luôn cãi lời mẹ hả? Con có muốn ăn tối nữa hay không đây? Dạ con biết rồi. Mẹ đưa tiền cho con đi, con sẽ đi nhanh rồi về. Em liệu hồn mà học toán cho tốt đi nha. Mình phải đi thật nhanh để về còn coi tivi nữa. Cho đến lúc mình quay lại, chương trình ơi, đừng có hết nha. Cô ơi, con muốn mua giá. Mình đã phải nín thở và chạy thục mạng tới đây. Thậm chí mình còn phải bỏ ngang chương trình tivi mà mình yêu thích nhất nữa. Được rồi, hôm nay sẽ là căn nhà này. Trời đất ơi, mẹ đã nói là hôm nay trời mưa mà. Sao con không mang dù theo? Nhưng lúc con đi mẹ đâu có dặn con mang dù theo. Rồi giá đâu? Hôm nay bên cửa hàng đó không có mở cửa. Chuyện này mà mẹ cũng không nhớ nữa là sao? Kỳ vậy cả. Thật tình là mẹ không biết chuyện này.
Mà thôi, con mau đi thay đồ ướt ra đi. Nhanh rồi ra ăn tối. Vậy là thời lượng của chương trình đã hết rồi. Tạm biệt các con nha. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Chương trình của mình hết rồi. Mấy đứa ơi, ra ăn tối đi nè. Dạ. Thực sự đã hết rồi sao? Đó là tập đặc biệt, sẽ không được phát lại. Giờ mình không thể coi lại được. Tức là mình phải chờ tới tuần sau nữa mới được coi hả? Ăn thôi. Tất cả là tại mẹ hết. Từ giờ mình sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. Nếu mình mà còn nghe lời mẹ thì mình sẽ đổi tên của mình luôn. Sẽ là Hoang Cha Đu, Ly Cha Đu, chứ không phải là Chơi Cha Đu nữa. Đúng vậy, từ giờ mình sẽ không nghe lời nữa. Ơi, sao mà Cha Đu khóc dữ vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Mimi à, sao chị con khóc vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Chị ơi, sao chị ủ rũ quá vậy? Ôi, mẹ biết rồi, con đang giận mẹ chứ gì. Thôi mọi người ăn đi, đừng có quan tâm tới nó. Âm hồng. Cha Đu ơi, con mau thử món này đi. Món này đúng khẩu vị của con luôn đó. Con làm gì vậy? Ăn thêm đồ ăn đi chứ. Con ăn vậy được rồi. Con cứ ăn cơm không như vậy sẽ bị mắc nghẹn đó. Mau uống miếng nước đi. Con không uống nước đâu. Tóc của con vẫn còn ướt kia kìa. Mau sấy khô đi, nếu không sẽ bị bệnh đó. Con không sấy tóc đâu. Mình sẽ không nghe lời mẹ, không bao giờ nghe nữa. Ôi trời ơi, con đang học bài hả Cha Đu? Dạ con không có. Con đang định đi đâu đó? Dạ đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong nhớ tắt đèn đó, có nghe không? Con sẽ không tắt đèn đâu. Không tắt đèn, vậy con sẽ làm gì? Con sẽ không làm gì hết. Được thôi, vậy con đừng làm gì nữa hết. Dạ được, từ giờ trở đi con sẽ chỉ chơi thôi. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá à. Được rồi, hai đứa mau về phòng ngủ đi. Chúc ba mẹ ngủ ngon nha. Còn con nữa, mau đi ngủ đi. Con không ngủ đâu. Ê, vậy con cứ đứng đó mà chịu lạnh suốt đêm đi nha. Không đâu, con sẽ về phòng. Nhưng con tuyệt đối sẽ không đi ngủ. Chắc là hôm nay Cha Đu giận em lắm. Anh đừng có quan tâm, con bé sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Mình không ngủ, mình nhất định sẽ không ngủ. Mẹ nghĩ mình sẽ sớm bỏ cuộc chứ gì. Nhưng không đâu, không bao giờ. Mình sẽ không nghe theo mẹ nữa đâu. Dạ, hôm nay trời mưa rất lạnh nên sẽ không ai dám bước ra khỏi phòng. Đúng là một cơ hội hoàn hảo để hành động. Em vừa nghe thấy tiếng gì đó. Ơi, anh xin lỗi, anh vừa mới xì hơi. Mới củ cải này nhìn tươi ngon quá. Mình sẽ có một bữa thật ngon. Ôi, khởi đầu của mình thật là suôn sẻ. Bức tranh này nhìn rẻ tiền quá. Không có gì hết trơn vậy nè. Hên là thằng nhóc không thấy mình. Kỹ năng lẩn trốn của mình đỉnh nhất thế giới mà. Lần này không phải do anh đâu. Trời ơi, em nghe thấy tiếng ai đó té cái phịch mà. Cái gì? Ai té chứ? Nhóc là ai vậy? Mình sẽ không ngủ, mình sẽ không nghe gì hết. Ê, nhóc đừng có như vậy. Con nít thì phải ngủ sớm đi chứ. Quan trọng là nhóc không nên hù dọa người lớn như vậy, biết chưa? Không được, mình sẽ không ngủ đâu. Ê, nè nhóc kia, có phải nhóc đang mớ không vậy hả? Bị mộng du đúng không?
Em nghĩ là nhà mình có trộm đó. Chúng ta phải làm sao đây? À, mình hiểu rồi. Không có đứa con nít nào thức đến giờ này hết trơn. Nhóc không dụ được ta đâu. Mình không ngộ, mình nhất định sẽ không ngộ. Nhất định là vậy. Ê, nhưng đừng có nói không ngủ không ngủ nữa được không? Ăn trộm nè. Đứng yên đó. Tôi đúng là ăn trộm, nhưng tôi chưa có lấy gì hết trơn. Có ăn trộm hả chị? Cha đu à, giờ này mà con còn thức nữa hả? Con nói là con không ngủ mà, sẽ không bao giờ ngủ đâu. Con vẫn còn đang chơi cái trò đó nữa hả? Có ăn trộm liền vô nhà lỡ con gặp chuyện gì thì sao? Có ăn trộm hả mẹ? Wow, chú đó là ăn trộm thiệt kìa chị. Thì ra con bé không hề ngủ, nó phát hiện ra mình. Mình đã đi ăn trộm 10 năm nay rồi, vậy mà lại thua trong tay một đứa con nít sao? Con không quan tâm nhà mình có ăn trộm hay không đâu, cứ để hắn lấy hết đồ trong nhà đi cũng được mà. Trời ơi, trong này mạnh miệng quá đi à. Cái con bé này, con bị mất trí rồi hả? Bình thường mẹ đâu có quan tâm tới con, nên nếu bị ăn trộm bắt đi cũng đâu có sao. Cho ông ăn trộm lấy hết đồ trong nhà luôn cũng được. Trời đất ơi, hai mẹ con ngày này giận nhau căng dữ. Sao con cứ thích gì là làm đó vậy? Không chịu nghe lời mẹ gì hết à? Con đã luôn nghe lời mẹ, nhưng mà mẹ khiến con thất vọng lắm. Từ giờ con sẽ không nghe nữa. Ê, bình tĩnh đi bà chị. Nhà chị chắc còn cãi nhau lâu lắm ha. Tôi đi trước đây. Gì vậy? Nhóc muốn gì? Chú hãy đem con theo với. Trà đu à, con mau qua đây với ba mẹ đi mà. Trời ơi, đây không phải là lúc nói chuyện này đâu. Chạy trước đi đó. Trời đất ơi, chắc buông ta đã đi. Con nít phải nghe lời ba mẹ của mình chứ. Chú không ở đây nên chú đâu có biết cái gì đâu. À, trời ơi, chắc là ta bực quá. Thôi không nói nữa, đi trước cái đã. Mới đứng dậy đứng lại. Cậu trả con gái của tôi đây. Anh ơi, báo cáo cảnh sát đi. Củ cải này là thứ mà nhà mình bị trộm đúng không? Chắc là vậy, tôi vẫn chưa kiểm tra nữa. Vừa có chuyện là tôi báo với các anh liền hả? Nhờ con gái dũng cảm của anh chị mà chúng tôi mới bắt được tên trộm này đó. Cái tên này thường trộm ở các nhà quanh đây, nhưng có thâm niên nên khó bắt lắm. Thật vậy sao? Hắn ta bị bắt đúng là chuyện tốt. Nhưng mà sao đu nhà mình đâu rồi? Anh không biết nữa. Sao con cứ không chịu ăn đồ ăn vậy hả? Cứng đầu quá đi hả? Ê, cha đu, con còn trong đó hả? Ba chịu hết nổi rồi. Tại con chỉ toàn ăn cơm không nên mới như vậy đó. Con không ăn đồ ăn đâu. Con mau theo mẹ đến bệnh viện đi. Con cũng sẽ không đi đến bệnh viện. Mặc dù mình không nghe lời mẹ nữa, nhưng mình nghĩ là có lẽ mình nên ăn thêm rau củ hoặc gì đó tươi mát. Chứ chân táo bón này đúng là khó chịu. Trên thế giới đôi khi sẽ có những điều kỳ lạ xảy ra, nhưng mà mình thậm chí còn không thể nhớ được điều kỳ lạ đã từng xảy ra nữa. Có thiệt không? Mấy bạn cũng bị mất giày hả? Đúng vậy, tôi e shop của mình bị lấy mất tiêu rồi. Đôi giày bị mất của mình lại là đôi mình thích nhất luôn. Còn mình thì bị lấy mất đôi giày ý thủ công phiên bản giới hạn mà bây giờ không thể mua lại được nữa. Nói vậy tức là đa số lớp mình ai cũng bị mất giày rồi. Các bạn biết không, những đôi giày biến mất là có lý do hết đó. Chú mình nói bóng ma đêm lấy cắp giày của trẻ em và ăn chúng. Cho nên nếu những đôi giày bị mất đi, tụi mình sẽ không thể nào tìm được nữa. Cái gì? Bóng ma đêm hả? Trên đời này làm gì có con ma như vậy chứ. Sau khi tắm xong, mình chuẩn bị trở về phòng. Ngay lúc đó, mình đã nhìn thấy một chuyện rất kỳ lạ. Ok. Làm gì vậy? Đó là giày của tôi mà. Mau đứng lại đó. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, mình không đuổi kịp nó. Bạn chắc chứ cha đúng. Đừng có nói giỡn nha. Mình không có giỡn đâu. Mình sợ mẹ la mình vì đã làm mất giày, hơn là sợ con ma đó nữa. Rồi cha đúng.
Bằng mọi cách mình phải lấy lại giày cho bằng được. Ai muốn bắt ma với mình nào? Shadow ơi, là mình đây. Chào bạn nha Shadow. Minchi à, các bạn khác đâu? Mấy bạn đó không chịu tôi. Đúng là cái bọn nhát cây. Tối hôm qua, con ma đó muốn giày của Mimi và Barbie, nhưng bị mình phát hiện nên nó chạy mất tiêu. Nếu nó chính là bóng ma đêm thì chắc chắn sẽ quay lại. Con ma đó có đáng sợ không? Nó có nhiều răng nhọn lắm không? Nó đã xuất hiện rồi kìa. Mình không dám nhìn đâu. Các bạn ơi, cho tôi xin lỗi. Tên trộm giày kia, bắt được ngươi rồi nha. Lần này ngươi sẽ không thoát được đâu. Ngươi mau trả lại giày cho tụi này đi. Đúng rồi đó, là mau trả lại giày cho chúng tôi đi. Minchi à, nó ở sau lưng của bạn kìa. Mình biết chứ, nhưng mình không thể nhìn thẳng vào nó được. Mình xin lỗi vì đã làm như vậy, nhưng mình thật sự rất cần những đôi giày của các bạn đó. Vậy bạn có biết nếu mình bị mất giày thì mình sẽ bị phạt như thế nào không? Nỗi sợ này đã đeo bám mình suốt mấy ngày hôm nay rồi đó. Tôi không thể tin được. Trong nhà của bạn còn có con quái vật đáng sợ hơn sao? Quái vật hả? Cũng không hẳn là vậy. Nhưng mà nói chung là mình sẽ gặp rắc rối lớn nếu bạn lấy giày của tụi mình. Không giấu gì các bạn, thật ra mình là linh hồn ngủ. Nhiệm vụ của mình là giúp cho trẻ em trên thế giới có thể có được những giấc ngủ ngon hơn. Nhưng cách đây không lâu thì... Từ giờ đến giao thừa, hãy lấy tất cả giày của bọn trẻ con trong thị trấn này về để cho ta. Nếu không ta sẽ tiêu diệt hết lũ linh hồn ngủ các ngươi. Chính vì vậy mà mình cần phải làm theo lời của hắn. Mình phải ru cho những đứa trẻ đi ngủ, sau đó lấy giày của chúng mang về cho hắn. Tới giờ về rồi, mình phải đi đây. Không được, bạn đi đâu vậy? Minchi ơi, bạn nhớ theo sát mình nha. Bạn ấy đâu rồi? Nuronchi, nè, mày đi theo tao làm gì vậy? Ở ngoài này lạnh lắm đó. Tao còn phải đi tìm linh hồn đó nữa. Thôi được rồi, tới đây. Minchi à, cứ từ từ đi theo mình nha. May quá, mình đã về kịp lúc. Chuyện gì vậy? Tất cả những đôi giày bị mất đều đang ở đây. Tôi đã làm theo ý của ông muốn rồi. Xin ông hãy để cho chúng tôi đi đi mà. Đúng vậy, ngươi làm tốt lắm. Ta nên thưởng cho ngươi gì đây? Các ngươi làm tốt như vậy, để các ngươi đi thì phí lắm. Đồ xấu xa, ông đã hứa là chỉ cần mang giày ra vào kính cái cây này thì sẽ để chúng tôi đi mà. Điều đó tùy thuộc vào ta. Làm ơn tha cho chúng tôi đi. Tôi không thể tiếp tục lấy cắp giày của trẻ em trong thị trấn này nữa đâu. Chanu à. Được rồi, nếu đã lộ diện rồi thì... Nè, ông là bóng ma đêm có đúng không? Lập tức trả lại số giày đó cho bọn tôi đi. Bạn đừng có liều lĩnh. Tên bóng ma đêm này thật sự rất đáng sợ đó. Hả? Đôi giày đó là... Đôi này chắc là của ngươi đúng không hả? Làm gì vậy? Mau trả lại cho tôi đi.
Không được ăn giày của tôi. Giày đã ăn rồi, không thể trả lại được nữa. Tôi sẽ bắt ông phải trả giá. Trời ơi, sao có con mèo nó ở đây? Không lẽ chỉ trong thị trấn có mèo, cho nên bóng ma đêm không thể tự đi lấy cắp giày của trẻ con được sao? Mèo con ơi, tên của em là gì vậy? Sao nhiều mèo quá vậy? Mình không muốn ở đây thêm nữa. Vậy thì ông hãy trả tự do cho linh hồn của chúng tôi như đã hứa đi. Và đừng có bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Được, ta sẽ làm mà. Mau đuổi lũ mèo này đi. Chưa hết đâu, trước khi đi, ông phải trả lại giày cho tụi tôi. Tất cả số giày ông lấy được từ trước tới giờ, kể cả những đồ đã ăn. Ta biết rồi, ta sẽ trả hết. Lẽ ra ông nên làm từ sớm mới đúng. Em té hả? Có đau lắm không? Chị xin lỗi nha, Nurongchi. Mình cảm ơn nha. Nhờ có bạn mà tên bóng ma đêm đó đã bị đánh bại rồi. Bây giờ thì linh hồn của tụi mình đã thật sự được tự do rồi. Mình đâu có làm được gì đâu. Cảm ơn em nữa nha. Bây giờ ta phải làm sao đây? Nếu ta không có giày để ăn thì ta sẽ bị đói đến chết luôn. Thật ra mà nói, bóng ma đêm sống bằng việc ăn mòn những đôi giày mòn rách mà trẻ em bỏ đi. Không phải lúc nào ông ấy cũng làm việc xấu đâu. Thật vậy sao? Thôi được, ông hãy lấy đôi giày này mà ăn đi. Nhớ là đừng có bao giờ làm việc xấu nữa đó. Nhưng mà đôi giày cho ông ấy rồi, lỡ bạn gặp rắc rối thì sao? Thì kệ thôi chứ biết làm sao giờ. Quá lắm thì mẹ chỉ cằn nhằn mình vài ngày là hết à. Vậy thì mình sẽ tặng cho bạn một món quà như lời xin lỗi nha. Tuyệt vời, nó đẹp quá à. Mà nè, bạn thật sự là linh hồn ngủ, có đúng không? Đương nhiên rồi, và mình sẽ luôn giúp cho giấc ngủ của bạn được ngon hơn. Bạn chỉ cần sống tốt và vui vẻ như bây giờ là được rồi. Nhưng mà bạn sẽ không nhớ chuyện tối nay đâu. Mình sẽ không nhớ được gì luôn á hả? Mọi thứ phải được trở về đúng trật tự của nó. Tuy bạn không thể nhớ mình, nhưng mình hứa mình sẽ luôn luôn nhớ về bạn. Tất cả những đôi giày này sẽ được trả về cho mọi người. Đôi giày của mình kìa. Giày của mình đã quay lại rồi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Mấy bữa nay bạn đã đi đâu vậy? Shadow, trời Shadow, con mau ra đây cho mẹ. Sao mẹ kêu con sớm quá vậy? Con, mau trả lời cho mẹ biết, đôi giày này ở đâu ra hả? Con cũng không biết nữa mẹ ơi. Con đừng có mà giả bộ với mẹ. Con thật sự không nhớ thiệt mà. Đôi khi sẽ có những điều kỳ lạ xảy ra, nhưng mà mình thậm chí còn không thể nhớ được điều kỳ lạ đã từng xảy ra nữa. Tuy là giày của mình đã quay trở lại, nhưng mình không thấy vui một chút nào hết. Tại sao chỉ có một chiếc vậy chứ? Là kẻ nào đang đùa giỡn với mình vậy hả? Có biết đống giày của mình mắc tiền lắm không?